Ok, chào tất cả quý anh chị. Hôm nay shop bên em lại vừa mới đánh bóng xong của anh Thạch. Bia ấy, cái bia của Hóa Thạch thời Noe, đấy, bia thuyền Noe Hóa Thạch được anh em đi rừng tìm thấy. Những bia ấy, đó. Còn nguyên cái sớ gỗ luôn của Hóa Thạch. Bìa gỗ Hóa Thạch có kim sa đấy. Ban đêm là soi là có kim sa nhé, cái này là có kim sa. Đây là kim sa. Đấy, quý chị có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ em nhé. Em đã đánh bóng phần đầu thôi, còn lại thì để tự nhiên. Quý chị có nhu cầu quan tâm cái bìa Hóa Thạch thì hãy liên hệ giúp em qua số điện thoại Zalo nhé, 0903 56075, để sưu tầm. Cao gần 40 nhé, cắt 37, 37, 37, 38, 37. Ngang là hơn 20. Dày khoảng 7, 78. Ui, nặng, nặng thì chưa cân. Cái bìa nhé, cái ván, cái bìa đấy, cái bìa gỗ Hóa Thạch rất là độc đáo. Miếng bìa đã Hóa Thạch đã lên kim sa nhé. Chỗ này là có kim sa, chỗ này soi đèn là có kim sa nhé. Đấy, ok, giờ sẽ kết thúc video tại đây nhé. Đấy, khi nào quý chị em quan tâm thì hãy liên hệ với em nhé. Chào tất cả quý chị.